Xem tử vi.mobi xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Chúc bạn sẽ có những giây phút thực sự thư giãn và thoải mái. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về xem tướng mặt phụ nữ đoán tính cách, tướng số giàu nghèo, tướng mạo phụ nữ vượng phu là như thế nào nhé. Trong nhân tướng học, việc xem tướng mặt phụ nữ sẽ căn cứ vào từng bộ phận, vị trí, dấu hiệu trên gương mặt để đoán biết được đó là tướng mặt phụ nữ giàu sang, thành đạt, nghèo hèn, hung ác hay hiền lành. Vậy làm sao để xem tướng qua khuôn mặt phụ nữ, biết được đâu là kẻ hà tiện bần hàn và đâu là người hiền lương, cao quý, phú túc, chinh thục? Mỗi bộ phận trên khuôn mặt một người có thể hé lộ rất nhiều về tính cách hay vận mệnh của chính họ. Theo nhân tướng học thì hình thể của mắt, môi, tai, trán, cánh mũi hay lông mày của chị em đều cho biết về vận mệnh của họ. Người xưa có câu, tướng đàn bà con gái thường hiển lộ, tướng đàn ông con trai thường ẩn tàng. Nghĩa là xấu đẹp, lương thiện, gian xảo đều thể hiện rất rõ trên gương mặt phụ nữ. Dưới đây là một số kinh nghiệm xem tướng mặt nữ hay cách nhận biết tướng mặt phụ nữ qua gương mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nhé. 1. Xem tướng mặt phụ nữ qua trán. Phụ nữ có trán cao là người gặp nhiều may mắn cũng như có một cuộc sống dư giả, giàu sang. Những người phụ nữ có trán dài và rộng thì cuộc đời hoàn toàn trái ngược. Họ không được may mắn như những người có trán cao và thường khắc với bố chồng. Nếu phụ nữ có tướng trán dài và lộ rõ tĩnh mạch nằm dưới da, biểu thị về người không giữ tròn đạo đức. Phụ nữ có mái tóc mọc dày xung quanh trán là người ích kỷ, hẹp hòi. Đôi khi họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, làm những điều có lợi cho mình. Đàn bà có trán bị lõm ở giữa là người hay ghen, đa tình, dễ nảy sinh các mối quan hệ bất chính. Phụ nữ có trán hình bán nguyệt, ít tóc, sáng sủa là người có số mệnh vô cùng may mắn. 2. Xem tướng mặt phụ nữ qua lông mày. Phụ nữ có lông mày hình cánh cung, mềm mại và đen, không quá rậm hay quá thưa thì đó là người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Phụ nữ có đôi lông mày rộng, rậm rạp, ngả vàng và lượn sóng thì không gặp nhiều may mắn. Thường những người này bản tính xấu xa, ích kỷ và rất hẹp hòi. Đàn bà không có lông mày hoặc lông mày lưa thưa, nhạt màu, nhìn xa gần như không thấy là kiểu người hay gặp xui xẻo, vận mệnh đen đủi. Nữ giới có hai đầu lông mày dính liền vào nhau thường không tốt, quá bụa cả đời. Bản tính người này cũng không tốt và không đáng tin chút nào. Người phụ nữ có cặp lông mày cong, màu đen, mềm mại, chạy xuống dưới mi mắt thì thường không được may mắn lắm trong công việc cũng như tình cảm. 3. Xem tướng mặt phụ nữ qua đôi mắt. Phụ nữ có đôi mắt to, ngây thơ, trong sáng, con ngươi đen và có những đường tơ màu đỏ xung quanh là tướng phụ nữ rất may mắn, quyết đoán, mạnh mẽ. Trong cuộc sống, họ có thể trở thành những nhà lãnh đạo tài giỏi. Nữ giới có mắt nhỏ, tròn, màu xám, đuôi mắt hơi cong, kết hợp với ánh nhìn buồn tẻ, ảm đạm là những người khôn khéo, thông minh nhưng lại không giữ được đức hạnh và có mối quan hệ bất chính. Đàn bà có mắt to, dài, đen, đi kèm với những sợi tơ đỏ là kiểu người rất đam mê, phổ biến trong xã hội hiện nay. Những người con gái có đôi mắt trông như buồn ngủ, thường được liệt vào loại đức hạnh không tốt, có khả năng ngoại tình rất cao. Phụ nữ sở hữu đôi mắt với ánh nhìn trong veo, lông mi đen là biểu hiện của những người hay gặp may mắn trong cuộc sống. 4. Xem tướng mặt phụ nữ qua mũi. Những người phụ nữ thông minh, dí dỏm, chăm chỉ và khôn ngoan thường có chiếc mũi thẳng, tỷ lệ hài hòa, cân đối. Còn những người phụ nữ sở hữu chiếc mũi nhỏ biểu thị về tính cách tinh nghịch, xảo quyệt và dâm đãng. Đàn bà có lỗ mũi to, rộng, thường là người lười biếng, thích ham chơi hơn là làm. Với những người con gái có đầu mũi nhỏ thì số khổ, đầu mũi dài thì tính nết khó chịu, đầu mũi dẹp là số khắc chồng. Tướng mặt nữ có mũi dẹp ở giữa, nhỏ và dài, còn đầu mũi cao, khoằm hoặc to thì thường không được hạnh phúc trong tình yêu. Kiểu mũi này cũng thường là đặc điểm của những người có nhân cách xấu xa, hành động nông nổi. 5.
xem tướng mặt phụ nữ qua tai. Khi xem tướng mặt trên khuôn mặt phụ nữ, không thể không kể đến đôi tai. Phụ nữ có đôi tai to, dài, mềm, cân đối là tướng tốt, có số hưởng, cuộc sống thịnh vượng. Những người đàn bà có dái tai dẹp lại thường không gặp may mắn trong cuộc sống, cũng như công việc thường ngày. Còn với trường hợp nữ giới có tai mỏng, cong, không đồng đều, khó nhìn thấy lỗ tai thì thường là những người có vận mệnh xấu, cuộc đời không mấy may mắn. 6. Xem tướng mặt phụ nữ qua đôi môi. Tướng phụ nữ có môi dưới dày, dài, khô, không được coi là tướng đẹp mà hay gặp xui xẻo trong cuộc sống. Nữ giới có môi dưới dày và thâm thì cuộc sống không yên bình, hay gây gổ với bạn đời và dễ bị mất chồng. Nếu người đàn bà có môi thâm và dày, thoạt nhìn có vẻ rất quyến rũ nhưng lại hay bị cám dỗ, cuộc đời của họ cũng không được may mắn cho lắm. Trường hợp đàn bà có đôi môi mỏng thì thường hay làm chuyện. Còn những người con gái có đôi môi mỏng đỏ, mỏng mịn, cánh môi đều nhau thì đó là biểu hiện của những người có vận mệnh tốt, được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. 7. Xem tướng mặt phụ nữ qua chiếc cằm. Phụ nữ sở hữu chiếc cằm tròn, mềm, mịn thường là người không gặp nhiều vận mệnh may trong cuộc sống. Trường hợp nữ giới có cằm nặng, béo, nhô ra như hình nón là biểu thị của người kiêu căng, nóng tính, làm việc hấp tấp, nóng vội. Ngoài ra, kiểu phụ nữ này có tính soi mói nên tự chuốc họa vào thân. Đàn bà cằm trẻ, tính cách vui vẻ, đáng yêu, tốt bụng. Tuy nhiên, tướng số khuôn mặt phụ nữ như vậy thì thường không gặp may mắn, số không giàu sang. 8. Xem tướng mặt phụ nữ qua răng. Tướng Pháp khuôn mặt phụ nữ có răng giống răng chuột, thường là người kém gặp may mắn trong cuộc sống hay gặp điều xui xẻo. Nữ giới có hàm răng thưa, khoảng cách giữa các răng không đều, biểu thị người không giữ tròn đức hạnh. Trường hợp đàn bà răng to, dài, xô lệch và xỉn màu thì hay gặp đen đủi, khó lấy được chồng. Những người con gái có bộ răng trắng sáng, bóng, kích thước đồng đều nhau là những người có số may mắn, gặp may mắn trong cuộc sống và có cuộc sống sung sướng. Dưới đây là một số nét tướng mạo của người phụ nữ vượng phu mà bất kỳ người đàn ông nào lấy được thì cũng là số hưởng, được hưởng phúc cả đời. 1. Tướng mặt của người phụ nữ tài hoa, nhạy bén. Trong nhân tướng học, người có trán chữ M thường thích phiêu lưu, ham học hỏi và có khả năng sáng tạo phong phú, trí tưởng tượng dồi dào, trí tiến thủ mạnh mẽ, nên không sớm thì muộn sẽ có cổ ăn cổ đẻ, cuộc sống no đủ. Trong tình yêu và hôn nhân, họ là những người chủ động lãng mạn và có thể nắm bắt được tâm tư, tình cảm của đối phương. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ trở thành một người vợ hiền, thấu tình đạt lý, biết cách lắng nghe và san sẻ với chồng. Bên cạnh đó, lông mày hình chữ V ngược là một nét quý tướng của phụ nữ. Họ rất khéo léo, biết cách ăn nói, được nhiều người yêu mến. Do đó, những người phụ nữ có nét tướng này chắc chắn là một người vợ hiền, dâu thảo. Ngoài ra, phụ nữ có cằm trẻ thường là người có nhiều phúc, gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Hơn nữa, phụ nữ có tướng mày này thường rất thông minh, nhanh nhẹn, biết giữ của, biết cách chăm lo cho gia đình. Vì vậy, khi lấy được người phụ nữ có những đặc điểm trên, người đàn ông có thể an tâm xây dựng sự nghiệp, mở rộng con đường công danh. 2. Tướng mặt của người phụ nữ có khả năng làm lãnh đạo. Miệng có góc cạnh, đường nét rõ ràng, môi trên có vân, hai môi cân xứng, sắc môi hồng nhuận, nhân trung, khoảng cách giữa đầu môi đến chóp mũi có hình tam giác là tướng miệng phú quý. Người phụ nữ có tướng miệng này ắt là người thông minh, nhân hậu, tài năng hơn người, thành công trong sự nghiệp và có địa vị trong xã hội. Trong nhân tướng học, mũi hình túi mật treo là khi đầu mũi to tròn đầy đặn, có thịt rủ xuống rõ ràng, nhưng sơn căn hẹp, phần cao nhất của mũi nằm giữa hai mắt và dưới ấn đường, nhìn qua trông giống như một túi mật treo lơ lửng. Người có tướng mũi này thường rất thật thà, ý chí kiên cường, làm việc gì cũng cố gắng tới cùng. Cũng chính vì bản tính này, họ thường có nhân duyên rất tốt và là hậu phương vững chắc cho chồng. Ngoài ra, tướng mặt của người phụ nữ có tài lãnh đạo còn đi kèm với các đặc điểm khác như hai mí ẩn, hai tai áp sát đầu. 3. Tướng mặt của người phụ nữ mang vận may.
Cô gái có cằm tròn không chỉ dễ dàng hòa hợp mà còn khéo hiểu lòng người. Cưới được người như vậy về làm vợ, người đàn ông sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi họ luôn mang trong mình tiêu chuẩn của người vợ hiền, biết chăm sóc người thân. Không chỉ vậy, họ còn có tấm lòng rộng lượng, không chấp nhặt, ôn hòa, ôn hậu, là người có thể bầu bạn đến già. Phụ nữ có trán đầy đặn và xương gò má cao thường là người dịu dàng, thông minh, khéo ăn nói, biết đối nhân xử thế, luôn gặp may trong cuộc sống. Lấy được người vợ xinh thì dễ, nhưng lấy được người phụ nữ hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế lại khó. Bởi những người này không chỉ thường xuyên gặp may mắn mà họ còn mang lại may mắn cho những người xung quanh, từ đó giúp chồng xây dựng sự nghiệp, gia đình ấm no. 4. Tướng mặt của người phụ nữ mạnh mẽ. Mặt vuông hay còn gọi là mặt chữ điền, gương mặt này khá thô và thường gặp ở nam giới. Người phụ nữ có khuôn mặt này thường có tính cách mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào người khác. Mặc dù vậy, khi đã yêu ai, họ sẽ yêu hết mình. Họ là người rất chung thủy, yêu chồng thương con và dạy dỗ con cái rất tốt. Đường pháp lệnh là hai đường vân đối xứng, từ hai bên cánh mũi vươn dài xuống hai bên khóe miệng. Nếu người phụ nữ có đường pháp lệnh rõ ràng, có hình giống chiếc chuông, chứng tỏ người đó là người rất gọn gàng, ngăn nắp, có quy củ và chăm chỉ. Họ làm việc quên ăn, quên ngủ, rất có tinh thần trách nhiệm. Khi có chuyện gì xảy ra, họ đều không sợ phải gánh vác trách nhiệm. Mặc dù là một người yêu chồng, thương con, nhưng những người phụ nữ có xương gò má nhô cao, trán rộng và cao lại có tính cách quá mạnh mẽ, không thích ràng buộc. Đôi khi, họ coi trọng sự nghiệp hơn gia đình và luôn muốn đột phá bản thân, không muốn thua kém đấng mày râu. 5. Tướng mặt của người phụ nữ ai gặp cũng yêu. Người phụ nữ sở hữu lông mày thanh tú hình lá liễu, mắt trong và sáng, mái tóc suôn mềm mại là tướng người ai gặp cũng yêu. Những người này thường rất ngây thơ, trong sáng, hoạt bát và được giáo dục rất tốt từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, họ có tính tình rất hiền dịu, lương thiện và đối xử với mọi người xung quanh rất tốt. Những nét trên kết hợp với khuôn mặt hình chữ điền chứng tỏ họ là người rộng lượng, suy nghĩ chu đáo, biết thông cảm với bạn bè và thích giúp đỡ người khác. Có một người vợ hiền lương như vậy, đàn ông phải có phúc phận lắm mới lấy được. Lấy vợ như vậy, đàn ông có thể yên tâm về con cái, gia đình nội ngoại hai bên mà gây dựng sự nghiệp. 6. Tướng mặt của người phụ nữ phú quý tự tới. Trong nhân tướng học, dái tai to thường được coi là tướng tai nhà Phật. Người sở hữu tướng tai này thường là người sống rất thọ, phú quý trọn đời. Dái tai càng to thì vận khí càng tốt. Đặc biệt, nếu người phụ nữ có đặc điểm này đi cùng với một số đường nét khác như cằm đầy đặn, mũi cao và thẳng thì người đó là một người hiền lành, thân thiện, biết kính trên nhường dưới, hòa hợp với mọi người. Ngoài ra, cằm đầy đặn là tướng vượng phu, phụ nữ có giọng nói ngọt ngào, đa số hiền dịu, biết quan tâm chăm sóc người khác. Sau khi kết hôn, họ sẽ trở thành một người nội trợ đảm đang, một người mẹ hiền. 7. Tướng mặt của người phụ nữ giỏi giang, tài cán. Theo nhân tướng học, miệng rộng, môi dày là người trung thực, chân thành, biết lễ phải. Nữ giới có tướng mặt như vậy, tính tình đôn hậu, đoan trang, nói năng rất lễ phép, yêu cầu đối với bản thân còn nghiêm khắc hơn với người khác. Ngoài ra, họ không thích gây chuyện với ai, đối nhân xử thế với mọi người rất chân thành và thẳng thắn. Lông mày ngang thể hiện họ là người ngay thẳng, cương trực, không câu nệ tiểu tiết, trước sau như một, không bao giờ bị dao động hoặc người khác mê hoặc. Nếu mày ngang và rậm thì tính tình ngoan cường, cứng rắn, nếu mềm mại thì khéo léo, xử lý mọi chuyện đâu ra đấy, được cho là người ngoài nhu trong cương. Bên cạnh đó, phụ nữ có nhân trung dài và sâu, thường rất lương thiện, đôn hậu, có tâm hồn trong sáng, làm việc gì cũng nỗ lực hết mình, không kêu ca oán thán. Họ không chỉ là một người vợ đảm đang mà còn là một người phụ nữ giỏi giang, có tài cán, con đường sự nghiệp cũng gặt hái được nhiều thành công. Trên đây là một vài quan điểm về tướng mặt phụ nữ. Những nét tướng tốt và tướng xấu trên gương mặt phụ nữ nói lên phần nào về tính cách và vận mệnh của cuộc đời họ.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình này của chúng tôi. Mời các bạn khám phá thêm các nội dung thú vị khác được cập nhật liên tục trên kênh của xemtuvi.mobi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.